Kính chào quý khán giả và các đồng chí. Đó là những tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Và tôi là biên tập viên Huyền Anh. Ngay sau đây, xin mời quý khán giả và các đồng chí cùng đến với phần điểm tin tức quốc tế vừa được chúng tôi cập nhật. Trang tin quân sự thế giới Defense Blog ngày hôm qua đưa tin, quân đội Nga đã triển khai phiên bản xuất khẩu cải tiến của hệ thống phòng không Panzer S-1M ít nhất là trong một tháng nay tại cầu Kursk nối Nga với bán đảo Crimea. Panzer S-1M có cabin bọc thép trên xe Kamaz 53958 và màu ngụy trang sa mạc đã có mặt ít nhất là một tháng. Phiên bản này cải thiện tầm bắn tên lửa từ khoảng 20 km đến 30 km và trần bay từ 15 km đến 18 km, đồng thời vẫn giữ hai khẩu pháo 30 ly như phiên bản cũ. Ít nhất 47 người bị thương sau khi Nga tấn công trả đũa nhằm vào trung tâm mua sắm và khu phức hợp sự kiện ở Kharkiv, đông bắc Ukraine. Video từ cơ quan khẩn cấp Ukraine cho thấy các đơn vị khẩn cấp của Ukraine đang ứng phó sau cuộc tấn công. Lính cứu hỏa đang nỗ lực dập các đám cháy, trong khi nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm và cứu trợ các nạn nhân. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết một đơn vị tình báo quân đội đã không trải qua kiểm tra an ninh từ bên ngoài trong 7 năm qua. Thông tin này được công bố sau khi một quan chức của Bộ Tư lệnh Tình báo Quốc phòng KDIC thừa nhận đã bán thông tin cho tình báo nước ngoài từ năm 2017. Hiện Hàn Quốc đang xem xét tăng cường biện pháp an ninh, bao gồm việc khôi phục quyền kiểm tra KDIC cho Bộ Chỉ huy Phản gián Quốc phòng. Các kết quả thăm dò ngày 1 tháng 9 cho thấy đảng cực hữu, sự lựa chọn vì nước Đức, AfD đã giành chiến thắng ở bang Thuringia. Đảng AfD dự kiến sẽ nhận từ 30 đến 33,5% số phiếu, trong khi đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU đứng thứ hai với khoảng 24,5%. Nếu kết quả này được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên sau Thế chiến thứ hai một đảng cực hữu thắng trong bầu cử địa phương. Kết quả này là cú sốc lớn đối với Liên minh cầm quyền và Đảng Dân chủ xã hội SPD của Thủ tướng Olaf Scholz. Tân Tổng thống Iran Pezeshkian vừa công bố các kế hoạch thu hút đầu tư lớn. Theo đó, Iran cần khoảng 100 tỷ đô la Mỹ đầu tư nước ngoài để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% một năm, gấp đôi mức 4% hiện nay, cũng như là giảm mạnh tỷ lệ lạm phát và thất nghiệp hiện nay đang ở mức hai con số. Ông Pezeshkian cho hay Iran cần tới 250 tỷ đô la Mỹ để đạt được mục tiêu của mình, nhưng hơn một nửa trong số này có sẵn từ các nguồn lực trong nước. Algeria ngày hôm qua thông báo đã được chấp thuận làm thành viên thứ 9 của Ngân hàng Phát triển mới của nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS. Đây được coi là bước tiến quan trọng giúp quốc gia Bắc Phi tham gia vào quá trình hội nhập với hệ thống tài chính toàn cầu. Quyết định kết nạp dựa trên đánh giá của Hội đồng Thống đốc Ngân hàng này tháng trước về các chỉ số kinh tế vĩ mô của nền kinh tế Algeria. Hàng trăm nghìn người tại Israel đã xuống đường tuần hành và biểu tình rầm rộ trên khắp cả nước nhằm yêu cầu chính phủ cứng rắn hơn trong giải quyết vấn đề con tin. Người dân Israel đang phẫn nộ sau khi quân đội nước này phát hiện thi thể 6 con tin trong một đường hầm ở dải Gaza. Truyền thông Israel ước tính có khoảng 500.000 người đã tham gia các cuộc tuần hành và biểu tình này. Lực lượng cảnh sát cho biết đã bắt giữ gần 30 người liên quan đến các hoạt động này. Tại Tel Aviv, hàng chục nghìn người đã tuần hành qua các tuyến phố lớn tại trung tâm thành phố, mang theo cờ và hô vang khẩu hiệu yêu cầu chính quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu nỗ lực hơn nữa để giải cứu các con tin. Và tại Jerusalem, người biểu tình thậm chí đã chặn đường và đốt pháo sáng, buộc lực lượng an ninh phải túc trực để phân luồng giao thông. Hoạt động biểu tình cũng diễn ra ngay bên ngoài nơi ở của Thủ tướng Netanyahu. Công đoàn Israel thông báo sẽ tổng đình công từ 6 giờ sáng mai theo giờ địa phương để yêu cầu chính phủ tăng tốc đàm phán ngừng bắn và trao trả con tin với Hamas. Dự kiến tất cả các chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Ben Gurion ở Tel Aviv sẽ tạm dừng từ 8 giờ sáng cùng ngày. Đây là cuộc tổng đình công đầu tiên
kể từ tháng 3 năm 2023. Cuộc đình công này dự kiến sẽ khiến phần lớn nền kinh tế của Israel bị đình trệ. Quân đội Israel trước đó thông báo tìm thấy thi thể của 6 con tin trong đường hầm ở thành phố Rafah, phía nam dải Gaza. Các thi thể sau đó được đưa về Israel. Người phát ngôn Bộ Y tế Israel nói rằng kết quả giám định pháp y xác định những người này bị Hamas bắn chết ở cự ly gần vào khoảng 48 đến 72 giờ trước khi được tìm thấy. Nội bộ giới cầm quyền Israel đang chia rẽ sâu sắc. Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và cựu Thủ tướng Yair Lapid kêu gọi người dân tham gia biểu tình nhằm gây áp lực buộc Thủ tướng chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn và giải phóng những con tin còn lại. Ngược lại, các thành viên theo đường lối cứng rắn của nội các an ninh Israel, đứng đầu là Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich, đã yêu cầu Tổng trưởng Lee cấm đình công. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết ông rất đau buồn và tức giận trước cái chết của Gilbert Polin, 23 tuổi, công dân Hoa Kỳ gốc Israel và các con tin khác. Tuy nhiên, ông vẫn lạc quan về một thỏa thuận ngừng bắn. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh việc có thêm 6 con tin thiệt mạng là lời nhắc nhở đau thương về nhu cầu phải trả tự do vô điều kiện cho tất cả các con tin và chấm dứt cơn ác mộng chiến tranh ở Gaza. Lãnh đạo Ai Cập và Ả Rập Xê Út cũng nhấn mạnh sự cấp thiết phải đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở dải Gaza, cũng như chấm dứt leo thang ở bờ Tây nhằm ngăn chặn xung đột lan rộng hơn nữa. Sau hơn một ngày tạm lắng dịu, cục diện khu vực biên giới giữa Israel và Liban hôm ngày 1 tháng 9 đã tăng nhiệt trở lại khi cả quân đội Liban và lực lượng Hezbollah mở thêm nhiều cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm vào lực lượng đối địch. Thông báo đêm qua của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, chỉ trong chiều và tối 1 tháng 9, Hezbollah đã tiến hành hai cuộc tập kích tên lửa phóng loạt về khu vực phía bắc Israel. Theo đó, nhóm vũ trang Liban bắn ít nhất 30 quả tên lửa vào khu vực phía bắc Israel. Hệ thống phòng không Israel bắn hạ một số quả tên lửa, số còn lại chủ yếu rơi vào các khu vực trống trải và không gây ra bất kỳ thương vong nào. Trước đó, hồi trưa 1 tháng 9, Hezbollah cũng bắn một quả tên lửa chống tăng vào Israel, khiến một dân thường và một nhân viên an ninh bị thương. Quân đội Israel đã đáp trả cuộc tấn công của Hezbollah bằng nhiều đợt không kích liên tiếp vào hàng loạt mục tiêu của nhóm này ở phía nam Liban, trong đó có các bệ phóng tên lửa cùng một số cấu trúc quân sự khác. Theo nhiều nguồn tin khu vực, tần suất và mức độ ác liệt trong các cuộc giao tranh qua biên giới Israel-Liban trong ngày 1 tháng 9 đã gia tăng đáng kể so với một ngày trước đó. Bước leo thang này làm dấy lên lo ngại trong dư luận khu vực về khả năng hai bên có thể đẩy mạnh trở lại hoạt động tấn công nhằm vào nhau, tương tự như trong phần lớn quãng thời gian giao tranh ác liệt kéo dài liên tục gần 11 tháng qua. Trong khi đó, quân đội Israel tiếp tục duy trì hoạt động tác chiến cường độ cao trên nhiều mặt trận. Trong đó, ngoài dải Gaza, hoạt động trấn áp quân sự của lực lượng phòng vệ Israel IDF tại khu bờ Tây đã bước sang ngày thứ 6 liên tiếp với những diễn biến ác liệt hơn và chưa có dấu hiệu sớm dừng lại. 3 cảnh sát Israel thiệt mạng trong vụ lao xe, xả súng sáng 1 tháng 9 ở chốt kiểm soát tại Hebron, thành phố thuộc khu vực bờ Tây và được phân chia kiểm soát giữa Israel với chính quyền Palestine của Tổng thống Mahmoud Abbas. Hamas không nhận trách nhiệm vụ nổ súng mới nhất ở bờ Tây, song công khai bình luận đó là chiến dịch anh hùng của lực lượng kháng chiến. Một số vụ đánh bom xe vào tuần qua đã xảy ra trong các khu vực Israel kiểm soát ở bờ Tây. Thành phố Hebron được đặt trong tình trạng báo động an ninh. Quân đội Israel ngày 28 tháng 8 mở chiến dịch quy mô lớn vào thành phố Jenin, nơi được xem là thành trì của Hamas tại bờ Tây. Trong tuyên bố mới nhất, Bộ Ngoại giao Qatar đã phản đối các hoạt động quân sự hiện nay của Israel tại thành phố Jenin và các trại tị nạn ở phía bắc bờ Tây. Trước đó, Ai Cập cũng cảnh báo về khả năng Israel tiến hành chiến dịch theo kiểu Gaza ở bờ Tây, kêu gọi nỗ lực quốc tế thống nhất để ngăn chặn tình trạng bất ổn ở các vùng lãnh thổ của Palestine và thực thi các thỏa thuận được quốc tế công nhận về giải pháp hai nhà nước. Còn tại dải Gaza, bất chấp việc hoạt động tiêm phòng bại liệt cho trẻ em Palestine tại đây đã chính thức được triển khai, quân đội Israel hôm qua vẫn thực hiện nhiều cuộc không kích và tấn công bộ binh vào một số khu vực khác nhau ở Gaza. Riêng trong ngày hôm qua, ít nhất 11 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào thành phố Gaza. Nhiều mục tiêu khác ở khu vực Rafah, giáp giới với Ai Cập cũng bị tấn công, trong khi xe tăng của Israel tiếp tục tiến sâu vào khu vực Zeitoun. Tính đến thời điểm này, ngoài chiến dịch quân sự tại dải Gaza ở phía nam kéo dài 11 tháng, thì Israel cũng đang chiến đấu trên một số mặt trận khác, bao gồm khu bờ Tây và biên giới phía bắc với Hezbollah. Tình hình này khiến thời điểm hiện nay trở thành một trong những giai đoạn xung đột phức tạp nhất trong lịch sử 76 năm của đất nước này.
Lập luận của Israel trong việc tiến hành hoạt động quân sự ở nhiều mặt trận cùng một lúc là bởi nước này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự vệ và vũ lực là biện pháp răn đe hợp lý duy nhất với các lực lượng bao gồm Hamas, đặc biệt sau vụ đột kích ngày 7 tháng 10 năm 2023. Iran đang nỗ lực thiết lập một mặt trận khủng bố phía đông chống lại Israel ở bờ Tây bằng cách tài trợ và cung cấp vũ khí cho những kẻ khủng bố và chuyển vũ khí tiên tiến từ Jordani. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo diễn biến như đổ dầu vào lửa này là rất đáng lo ngại và kêu gọi Israel ngay lập tức chấm dứt tấn công. Trong khi đó, chính quyền Palestine khẳng định động thái của Israel có thể dẫn đến những hậu quả thảm khốc và nguy hiểm. Sau đó, Ngoại trưởng Israel đã đáp lại rằng đây là một cuộc chiến theo mọi người và chúng ta phải giành chiến thắng. Những lời này được giới quan sát đánh giá cho thấy chiến dịch của Israel có thể chỉ mới bắt đầu. Trong tuyên bố mới nhất, sau khi IDF phát hiện 6 thi thể con tin trong đường hầm ở Gaza, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố sẽ không ngừng cho đến khi bắt được những kẻ chịu trách nhiệm. Chúng ta đang chiến đấu cùng lúc trên mọi mặt trận chống lại kẻ thù vốn chỉ muốn sát hại tất cả chúng ta. Những ai giết hại con tin không muốn có thỏa thuận. Hamas trước đó đã bác bỏ cáo buộc, đồng thời cho biết các con tin đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel. Thủ tướng Netanyahu chịu trách nhiệm về cái chết của các tù nhân Israel. Người Israel nên chọn giữa ông ta và thỏa thuận. Việc Israel kiên quyết duy trì quan điểm cứng rắn dường như khiến nước này đang tự dần cô lập mình. Theo đó, sau thời gian đồng cảm với những mất mát của Israel trong vụ tập kích của Hamas, chiến dịch quân sự kéo dài 11 tháng qua đang khiến dư luận quốc tế dần nghiêng sang hướng phản đối. Không chỉ tại Liban, Iran và những nơi khác ở Trung Đông, các đồng minh của Israel cũng bày tỏ quan ngại trước các chiến dịch quân sự hiện nay. Trong đó, các vụ ám sát chỉ huy quân sự của Hezbollah là Fuad Shukr và thủ lĩnh chính trị của Hamas là Ismail Haniyeh vào cuối tháng 7 là những hành động can thiệp vô trách nhiệm vượt quá ranh giới đỏ. Hơn thế nữa, có ý kiến cáo buộc Israel đã tự đẩy mình vào tình cảnh khó khăn này khi không đồng ý ký kết thỏa thuận hòa bình với người Palestine hai thập niên trước. Lệnh phong tỏa Gaza kéo dài 17 năm ngăn cản nhiều người trong lãnh thổ này ra nước ngoài, kìm hãm nền kinh tế của dải đất này và ngăn chặn quyền tiếp cận các dịch vụ hàng ngày như Internet. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan cho biết, vài ngày tới sẽ rất quan trọng trong nỗ lực giải cứu những người vẫn bị giam giữ ở Gaza. Ông đồng thời khẳng định, cái chết của các con tin sẽ không làm chệch hướng các cuộc đàm phán, mà cho thấy sự cấp bách mới trong việc đạt được một thỏa thuận. Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris trong ngày hôm nay sẽ gặp nhóm đàm phán thỏa thuận con tin của Hoa Kỳ. Mặc cho tình hình căng thẳng gia tăng dọc biên giới với Israel, lễ hội âm nhạc quốc tế Liban Pavek đã được khai mạc với sự tham gia của các nhạc sĩ người Liban và Palestine. Và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Được khởi xướng từ năm 1956 và là một trong những lễ hội âm nhạc danh giá nhất của Liban, lễ hội Pavek thường tổ chức giữa những tàn tích La Mã cổ đại. Nhưng năm nay, do lo ngại về an ninh, sự kiện này thu hẹp lại thành một buổi biểu diễn duy nhất và tổ chức tại một công viên phía Bắc cách xa khu vực chiến sự. Năm nay, chúng tôi đã chuẩn bị nhiều chương trình lớn, nhưng hoàn cảnh không cho phép. Chúng tôi không thể mạo hiểm tính mạng của các nghệ sĩ và khán giả trong tình hình căng thẳng hiện nay. Tuy vậy, sự kiện vẫn thu hút một lượng lớn khán giả đến thưởng thức và cảm nhận âm nhạc. Sự kiện này giúp chúng tôi giải tỏa phần nào và thể hiện tinh thần tôn vinh văn hóa của chúng tôi. Đây là khát vọng sống và động lực giúp chúng tôi vượt qua tình hình căng thẳng hiện tại. Chúng tôi rất vui mừng khi thấy những nghệ sĩ tham gia và cảm ơn tất cả những người tổ chức lễ hội. Những âm thanh của buổi hòa nhạc không chỉ làm dịu bớt những căng thẳng mà còn truyền đi thông điệp về sự kiên cường và niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn. Trong bối cảnh khó khăn, lễ hội Pavek vẫn giữ vai trò là một điểm sáng văn hóa, nhấn mạnh rằng nghệ thuật có thể kết nối cộng đồng và duy trì hy vọng, ngay cả trong những thời điểm đầy thử thách.